Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm nem tai ấy. Rất là ngon mà nhầm hay làm ấy. Để các bạn cùng làm với mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm nem bì nhé, lợn và nem tai lợn nhé, làm sao để cho ngon. Bì lợn hay tai lợn thì mình đều làm như thế này. Cách luộc thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ rửa sạch cạo hết lông đi và bóp với muối, rượu, gừng. Sau đó rửa sạch lại và cho vào luộc với một chút xíu giấm và muối trắng. Luộc xong thì ngâm ngay vào âu nước lạnh, rồi để cho nó nguội và ráo nước này, rồi mình thái thật mỏng ra như mình nhé. Thái mỏng xong thì mình sẽ đi ướp gia vị. Đây mình dùng 200 g tai. Các bạn cứ thái như vậy đến hết nhé. Thái chặn xong rất là nhỏ như này rồi. Bây giờ mình thái ớt này. Ớt, tỏi này, tỏi đập sập, ớt thái nhỏ này và một ít lá chanh. Đập sập bắp nhỏ tỏi này. Cái này thì các bạn dùng nước chấm tỏi ớt ấy, các bạn chấm nhé, hoặc là chấm bằng tương ớt. Trộn này mình sẽ dùng một ít tỏi ớt mình trộn cùng, cho khá ít lá chanh sợi mỏng ấy. Lá chanh chúng ta thái sợi mỏng nhé. Mỗi người có một cách ướp ấy, nhưng với mình thì mình sẽ ướp như này. Nước mắm một ít để cho nó thơm, không cho nhiều, nhiều nó sẽ ra nước. À, cho ớt rồi nên mình sẽ không cho hạt tiêu nữa. Muối một thìa nhỏ để cho nó đậm một chút. Các bạn có thể cho một ít đường, còn nếu không thì chúng ta chỉ cần dùng bột ngọt hay còn gọi là mì chính đấy, một thìa nhỏ nữa. Thêm nước cốt của quả chanh. Chúng ta vắt. Ở đây quả chanh nó to thì chúng ta dùng nửa quả thôi, hoặc là 1/3 quả nhé. Không dùng nhiều quả. Nhiều quá thì lại chua quá. Tiếp đến chúng ta sẽ phải đảo thật đều lên để cho nó ngấm. Và những cái thứ này, phần chanh và phần mắm ấy thì mình cho ít thôi để cho nó không bị ướt quá, thì khi trộn nem nó không bị bết ấy. Trộn đều này nên và chúng ta phải để ít nhất là 10 phút nhé, để cho nó ngấm vào. Như ở chợ thì người ta trộn xong người ta phải cho luôn vào, về khách thì đợi chờ ấy thì người ta sẽ cho luôn vào. Như ở nhà thì mình cứ để 10 15 phút cho nó ngấm vào. Sau đó mình mới cho thính vào. Thì cái này gia vị để nó ngấm vào nó khô bớt ấy, thì khi cho thính vào thính nó ráo thì nó ngon hơn. Cái làm nem chủ yếu cái quan trọng là cái khâu thái và cái khâu trộn. Khi mình ướp đủ thời gian rồi nhá, nó ngấm rồi và nó cũng ráo này, là chúng ta sẽ cho thính gạo vào, đổ từ từ đều nhá. Đấy, cho từ từ thôi. Đấy, để khi mình trộn lên xong rồi chúng ta lại mà nó ráo bớt rồi nhé, thì chúng ta đổ thêm một lần nữa. Như riêng với cái món nem này chúng ta đừng cho nhiều thính gạo quá nhé, cho vừa đủ thôi thì nó sẽ không bị khô quá bởi thính gạo, mà nem nó vẫn ngon ấy, nó khô vừa phải thôi. Rồi đấy, nó khô ráo này được rồi nhé. Đấy, nhưng không khô quá. Rồi bây giờ mình sẽ bay ra đĩa thôi. Rất là ngon luôn, cho một ít rau thơm nữa, ăn kèm cùng vừa trang trí vừa ngon. Bữa tối hôm nay nhà mình ăn rất là đơn giản, cái nem này ăn với cơm này hoặc ăn với bún này,
quặn với gắn lá sung này, chấm với gia vị đâu, và ăn thêm một ít cơm muối vừng nữa. Có một ít bột thì nó ở trên này, mình rải luôn lên trên này. Đấy, để cho nó hút bớt nước nếu mà còn nước này. Đấy, công thức thì vô cùng đơn giản, các bạn cho vài miếng ớt lên trên này cho đẹp. Nhà có khách hay là có cỗ mình làm món nem này đều ngon nhé. Và như ở ngoài quán ấy, người ta muốn tăng thêm cái vị thơm và giảm bớt cái nguyên liệu ấy, thì người ta có thể thái sả và cho thêm xoài xanh nữa vào. Đấy, còn ở nhà thì mình thích ăn cái đấy thì mình trộn thêm, không thì cứ làm như này ăn cực kỳ ngon luôn và hấp dẫn nhé. Thêm một ít lá sung nữa. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.